dụ đàn ông ham của lạ đến biệt thự yêu miễn phí. Thưa quý vị, chiều mùng 1 tháng 11, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng Thái Hoàng Vũ, 23 tuổi, quê Sóc Trăng cho công an cấp trên điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường An Phú kết hợp với Công an phường An Phú, thị xã Thuận An đang đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một đối tượng khả nghi nên đã theo dõi. Nam thanh niên được xác định là kẻ chuyên đóng giả con gái trên mạng Zalo rồi lừa cho quan hệ tình dục, sau đó dụ dỗ nạn nhân đến căn biệt thự rồi cướp điện thoại. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành mai phục. Đến khoảng 1 giờ thì có một nam thanh niên khác chạy xe máy đến trước biệt thự tại khu phố 1B, phường An Phú, giao điện thoại cho đối tượng. Nhanh chóng, đối tượng cầm chiếc điện thoại rồi bỏ chạy trước sự truy hô của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng đã bị các hiệp sĩ tóm gọn và đưa về cơ quan công an phường An Phú để lấy lời khai. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Văn V, 24 tuổi, quê An Giang. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trên địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An. Kiểm tra trên người đối tượng có hai chiếc điện thoại vừa lừa được của hai nạn nhân trước đó, 1 giờ đồng hồ và rất nhiều thẻ SIM điện thoại cùng tiền mặt. Thời gian gần đây, Vũ thường đến phường An Phú chụp hình các ngôi biệt thự sang trọng. Sau đó, đối tượng lập nick Zalo lấy tên là Thanh Loan và dùng ảnh một phụ nữ 50 tuổi làm ảnh đại diện. Thanh Loan khoe trên Zalo rằng mình sở hữu biệt thự và có nhu cầu mây mưa với phi công trẻ, có trả phí ngay tại biệt thự. Khi phi công tìm đến biệt thự của Thanh Loan thì Vũ đóng giả người giúp việc và đón trước cổng. Vũ đề nghị nạn nhân giao điện thoại để phòng ngừa việc ghi cảnh nóng với Thanh Loan. Nạn nhân vừa giao điện thoại và bước đến mở cửa biệt thự thì Vũ nhanh chân biến mất. Với hành vi này, thời gian qua, ngoài nạn nhân V, Vũ đã lừa đảo nhiều thanh niên để chiếm đoạt tài sản. Túng quẫn vì bệnh tật, cha tự thiêu, lôi vợ con vào đám cháy. Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 1 tháng 11, Đại tá Trần Bưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết nguyên nhân khiến hai cha con chết cháy trong nhà 2 tầng do người cha có ý định tự tử chứ không phải là hỏa hoạn. Nhà chức trách xác định anh Trần Minh Tình, 47 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bị bệnh nặng nên có ý định tự tử, mua cồn công nghiệp chuẩn bị sẵn ở nhà. Đêm 22 tháng 10, anh Tình châm lửa cho cồn cháy trong căn phòng khoảng 4m² và kéo vợ cùng hai con gái vào chết cùng. Người vợ và con gái lớn 20 tuổi thoát được ra ngoài, bị bỏng lần lượt là 90% và 30%. Anh Tình và con út chết cháy trên tầng 2. Khi cảnh sát tiếp cận, căn nhà không còn lửa mà chỉ có khói bốc ra. Cảnh sát phát hiện hai chai cồn loại 90 độ cùng nhiều dòng chữ nghi là thư tuyệt mệnh. Anh Tình làm thợ xây, vợ mở quán bán bún tại nhà. Khoảng 3 tháng trở lại đây, anh nghỉ làm vì đau bệnh. Hàng xóm cho biết gia đình anh Tình sống hòa đồng với mọi người, thương yêu con cái. Thiếu tiền, lừa bán cả người yêu đang mang bầu. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kết thúc điều tra vụ án Ma Duy Tân, 34 tuổi, trú xóm Đồng Lá 1, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cùng đồng bọn mua bán người, xảy ra năm 2008 tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố Tuân trước pháp luật. Trước đó, khoảng cuối năm 2007, Tuân đến khu vực cửa khẩu Pò Chài, huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, làm thuê công việc vận chuyển hàng hóa. Tại đây, Tuân quen một người phụ nữ tên Thủy, khoảng 45 tuổi, chưa rõ lai lịch. Thủy bàn với Tuân đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán. Mỗi người chót lọt, Tuân sẽ được Thủy trả cho 8.000 nhân dân tệ. Tuân chỉ việc đưa người đến khu vực cửa khẩu, rồi gọi điện thoại, Thủy sẽ đón và nhận người. Thấy công việc cũng đơn giản mà nhiều tiền, Tuân lên kế hoạch lừa những cô gái ngây thơ ham chơi. Khoảng tháng 3 năm 2008, Tuân đến thôn Bản Trang, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa chơi. Trên đường đi thì gặp chị C, sinh năm 1980, liền làm quen và rủ chị này lên Lạng Sơn mua sắm hàng hóa. Dù lần đầu gặp mặt nhưng là người ham vui nên chị này đã đồng ý. Cả hai lên xe khách đi Lạng Sơn rồi đến cửa khẩu Tân Thanh. Trên đường đi, Tuân bí mật gọi cho Thủy bảo đã có hàng. Sau đó, Tuân dẫn chị C qua đường Tiểu Ngạch sang địa phận Pò Chài. Được giới thiệu Thủy là chị gái của Tuân nên C tin tưởng đi theo đến khu vực chung cư thuộc huyện Bằng Tường chơi chờ mua hàng. Ngờ đâu Tuân đã nhận 8.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 17,6 triệu đồng thời điểm đó, tiền công từ Thủy rồi trốn về Việt Nam. C ở lại bị Thủy bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Giữa tháng 11 năm 2008, Ma Duy Tân đến cắt tóc tại quán gội đầu ở thôn Yên Thông, xã Bình Yên, huyện Định Hóa thì làm quen và tán tỉnh một nhân viên của quán tên là T, sinh năm 1988. Thấy T có vẻ đổ, tâm sự muốn mở quán cắt tóc nhưng chưa có tiền, Tuân lập mưu lừa T đưa sang Trung Quốc bán cho Thủy.
Hắn nói dối với Tê là có mẹ đang bán hàng ở Lạng Sơn và có thể giúp Tê vay tiền mở quán. Mặt khác, hắn phím trước với Thủy giả vờ đóng vai mẹ cho hợp lý. Sau đó, Tuân gọi điện cho Tê nói chuyện với mẹ và thế là cô gái cả tin dính bẫy. Rồi cũng với các bước tương tự như trên, Tuân trực tiếp đưa Tê đến gặp Thủy lấy 8.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 19,2 triệu đồng thời điểm đó và quay về. Tê bị Thủy bán cho một phụ nữ tên Tâm, Tâm tiếp tục bán cho một đối tượng người Trung Quốc làm vợ. Ngoài hai vụ việc nêu trên, Tuân còn khai nhận đã bán 5 người phụ nữ khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có người không rõ lai lịch, có người là gái mại dâm. Đặc biệt, có vụ Tuân bị công an Trung Quốc phát hiện tại địa phận Trung Quốc tháng 12 năm 2008, sau đó bị Tòa án Trung Quốc xử phạt 5 năm tù. Chấp hành án xong, đến năm 2015, Tuân trở về Việt Nam thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán người trong hai vụ án khác. Một điều tra viên cho biết, Tuân là kẻ lạnh lùng, không chỉ lừa bán những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, không quen biết mà còn sẵn sàng lừa bán cả người yêu của mình. Thời gian yêu một cô gái có tên L ở Lạng Sơn, do cần tiền tiêu xài, ban đầu đôi tình nhân lập mưu giả vờ bán L sang Trung Quốc để Tuân nhận tiền, sau đó thì cô này sẽ tìm cách bỏ trốn. Kế hoạch thành công, L trốn về được thật và cả hai có vốn mở quán ăn. Tuy nhiên do chơi bời nên đến lúc tiêu hết tiền mà quán ăn vắng khách, Tuân đã lừa bán chính người yêu của mình. Tuân bảo L sang Trung Quốc lấy hàng nhưng âm thầm bán cô để lấy tiền. Đau xót hơn, lúc này L đang mang trong mình giọt máu của Tuân nên khi biết mình bị bán đã suy sụp và phải bỏ thai. Khác với Tuân, Lê Thị Hà, 37 tuổi, chú xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn từng là nạn nhân. Sinh ra và lớn lên ở xã Bản Thi, xong học đến lớp 5 thì Hà nghỉ ở nhà làm ruộng. Đến năm 1995, Hà bị đối tượng Nguyễn Thị Sở ở Lạng Sơn lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng ở thành phố Vân Phầu, tỉnh Quảng Đông. Đối với địa phương, Hà bỗng dưng mất tích không ai rõ nên năm 1996 đã bị cắt khẩu. Thời gian ở Trung Quốc, Hà quen đối tượng Mùi, 55 tuổi và nhận làm mẹ nuôi. Thực ra Mùi là mẹ mìn, chuyên buôn người. Mùi bảo Hà ở Việt Nam có nhiều gái xinh, nếu lừa sang Trung Quốc bán thì sẽ có tiền. Nghe cũng bùi tai, từ vị trí nạn nhân, Hà trở thành đối tượng, quay trở về quê hương tìm cách lừa bán những người phụ nữ khác. Năm 2000, Hà yêu Trương Đăng Cường, sinh năm 1979, ở Đại Từ, Thái Nguyên, nên đã thuê phòng trọ gần bến xe khách Thái Nguyên sống như vợ chồng. Thời gian này, Hà quen Lê Quốc Dũng, sinh năm 1977, chú huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang chấp hành bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng về tội mua bán người và một số đối tượng khác. Hà đã cùng các đối tượng thực hiện nhiều vụ mua bán người, trong đó có 8 vụ thực hiện chung với Dũng, bị công an tỉnh Cao Bằng truy bắt nhưng Hà bỏ trốn. Thông qua mối quan hệ của chồng hờ, Hà tiếp cận và dụ dỗ lừa bán 6 phụ nữ khác, gồm 4 người ở Thái Nguyên. Thủ đoạn của Thị là đưa nạn nhân đến Bắc Cạn với mục đích bán quần áo thuê, sau đó đưa họ đến cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng và vượt biên qua đường suối. Qua sự dắt mối của mẹ nuôi tên Mùi, Hà đã cùng các đối tượng bán chót lọt hàng chục phụ nữ. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Hà bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn xử phạt 5 năm tù về hành vi mua bán người. Tuy nhiên, danh sách nạn nhân của Hà vẫn còn đang nối dài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hà về hành vi mua bán người xảy ra từ năm 2003 và đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ đồng bọn của đối tượng. Điều tra viên thụ lý các vụ án cho biết, thủ đoạn của các đối tượng thường là rủ rê đến khu vực biên giới để mua hàng giá rẻ, phục vụ tiêu dùng cá nhân hoặc mang về bán lại kiếm lời nên đánh vào lòng tham của chị em phụ nữ. Đặc biệt, các nạn nhân thường tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ít hiểu biết về xã hội nên dễ tin và nghe theo đối tượng. Một số nạn nhân ở Thái Nguyên là những người ham chơi dễ dãi, rủ đâu đi đấy nên khi nhận ra bị bán thì đã muộn. Đây là kênh tâm sự của Radio Net News, là diễn đàn mở để chia sẻ các tâm sự, những nỗi niềm sâu kín của độc giả trên khắp cả nước gửi về. Hãy chia sẻ với chúng tôi những điều còn khúc mắc và bối rối để nỗi lòng dẹp vơi, cuộc sống thêm thảnh thơi các bạn nhé.